Thiên Ân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và cùng cha. Xin Thiên Chúa làm các thi thể của anh Anton Trịnh Quốc Tuấn với Đức Thánh nhắc nhở cho chúng ta biết tích được tội như Thánh Phaolô viết. Tất cả chúng ta đều được chịu các rửa tội trong Đức Giêsu Kitô, tức là đã được chịu các rửa tội trong sự chết của Người. Như Đức Giêsu Kitô nhờ vinh hiển của Thiên Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cùng được tái sinh trong đời sống mới như vậy. Vì nếu chúng ta được liên kết với Người trong cùng một cái chết giống như cái chết của Người, thì chúng ta cũng được hợp nhất với Người trong sự sống lại giống như vậy. Trong ngày là nhận bí tích rửa tội, tôi tới Chúa là Anton Trịnh Quốc Tuấn, đã mặc tới Chúa Giêsu Kitô, vậy xin cũng được mặc lấy áo vinh quang trong ngày Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chỉ mình Chúa mới thắng nổi sự chết và ban cho chúng con sự sống muôn đời. Hôm nay, Anton Trịnh Quốc Tuấn là người tin hiểu Chúa và là người anh em của chúng con, đã cùng an giấc với Đức Giêsu con một Chúa. Nhưng chúng con biết rằng Chúa đã cho Đức Giêsu Kitô sống lại, Chúa cũng sẽ ban cho anh Anton Trịnh Quốc Tuấn được cùng sống lại với Người. Vậy chúng con xin tin, chúng con tin tưởng cầu xin Chúa cho Anton Trịnh Quốc Tuấn được chia sẻ vinh quang với Đấng đã từ cõi chết sống lại, Người đã khiến Chúa hàng sống và hiền tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài sách khôn ngoan linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa và trước mặt người đời, dầu các ngài đã chịu đau khổ, lòng cậy trông của các ngài cũng không chết. Sau một thời gian lắc nhục đau khổ, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao. Đến khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người công chính sẽ sáng chói và chiếu tỏ như ánh lửa qua bụi lau. Các
Ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng ở Chúa thì sẽ hiểu biết chân lý và trung thành với Chúa trong tình yêu. Vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn. Đó là lời Chúa. Nên biết điều này, con người cũ của chúng ta đã chịu đóng đinh khổ giá để xác thịt tội lỗi bị hủy đi, hầu cho chúng ta không còn làm nô lệ tội lỗi nữa. Vì con người đã chết, tức là được giải thoát khỏi tội lỗi. Mà nếu chúng ta đã chết với Đức Chúa Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ sống với người. Vì biết rằng Đức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ người nữa. Lời của Chúa. Ta ơn Chúa. Tin vào Thầy, trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở. Nếu không, Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi,
Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy. Để Thầy ở đâu thì các con cũng sẽ ở đó. Thầy đi đâu các con đã biết đường rồi. Ông Tôma thưa người rằng: Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giêsu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Thiên Chúa Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa Tam Quyến, kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta đang ngồi bên linh cữu của anh An Tông Trịnh Phú Tuấn, thì chúng ta phải đối diện với cái chết của con người, của con người chúng ta nói chung, và cái chết của anh An Tông Trịnh Quốc Tuấn nói riêng. Và khi chúng ta đối diện với cái chết của con người của chúng ta cảm thấy buồn sầu. Sáng nay chúng ta buồn sầu với nhiều lý do. Chúng ta buồn sầu vì cái chết của con người của chúng ta, và chúng ta buồn sầu vì người thân của chúng ta ra đi còn lúc tuổi trẻ. Nhưng trong cơn buồn sầu đó thì chúng ta tề tựu nơi đây để rồi chúng ta cùng với giáo hội tuyên xưng một niềm tin táo bạo. Một niềm tin táo bạo đó là sự chết không phải là hết, và người chết sẽ sống lại. Và để hiểu được cái niềm tin táo bạo đó, để sống trong cái niềm tin táo bạo đó, giờ đây chúng ta được mời gọi hãy nhìn ngắm Đức Giêsu Kitô. Ngài là ai? Ngài là ai trong cái cơn buồn sầu này? Chúng ta phải nhìn ngắm Ngài để rồi chúng ta tìm được cái sự ủi an trong cái cơn buồn sầu của chúng ta. Và do đó, với cái niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, chúng ta khẳng định rằng sự chết không phải là hết, và người chết sẽ được sống lại với Đức Giêsu Kitô, bởi vì Ngài đã mở cho chúng ta một con đường để chúng ta cùng rảo bước theo Ngài vào cuộc sống linh thiêng muôn đời. Và nếu chúng ta cùng nhau khẳng định cái niềm tin táo bạo đó cùng với giáo hội, thì sáng hôm nay trong thánh lễ này thì giờ đây nó thật đầy ý nghĩa. Tuy rằng chúng ta buồn sầu về cái chết con người của chúng ta, tuy rằng chúng ta tiếc nuối về một con người ra đi với cái tuổi còn trẻ, mới có 42 tuổi, nhưng chúng ta bởi vì niềm tin của chúng ta vào Chúa Giêsu Kitô, lời Chúa ủi an chúng ta quá tuyệt vời. Trước tiên trong bài đọc một, chúng ta nghe nói về sự khôn ngoan của con người của chúng ta. Khôn ngoan của con người của chúng ta là những con người mà sẵn sàng để cho Thiên Chúa thăm luyện chúng ta, để rồi chúng ta có phần nào xứng đáng trở thành con cái của Thiên Chúa. Và phải An Tuấn cũng như mọi tín hữu, mọi Kitô hữu khác đã để cho Thiên Chúa thăng luyện chúng ta qua chính nước rửa tội, người chết sẽ sống lại, hưởng cuộc sống linh thiêng muôn đời. Và khi chúng ta ngồi suy nghĩ, ngồi suy niệm lời Chúa, chúng ta cùng nhau chia sẻ. Anh Tùng có chia sẻ với tôi về An Tuấn. Thế anh Tùng mới nói như thế này: Dạ thưa cha, anh của con thật là cũng
lặng đặng trong cuộc đời. Cuộc đời từ Việt Nam rồi qua bên Pháp, rồi từ Pháp trở về Việt Nam, rồi từ Việt Nam qua bên Mỹ. Một hành trình để rồi chính nước Mỹ đây, chính nơi đây anh đã kết thúc cuộc đời. Y chang như niềm tin của chúng ta khẳng định, cuộc đời là một hành trình, đi đây đi đó, cuối cùng trở về quê thật của chúng ta. Cuộc đời của anh Tuấn có nhiều sự buồn cũng có, vui cũng có. Cuộc đời của anh buồn nhiều về chính gia đình của anh. Nhưng mang nỗi buồn đó là một sự thử thách trong cuộc đời của anh. Mang nỗi buồn đó là cái giây phút mà chính Thiên Chúa thăng luyện anh. Chúng ta là những người thân yêu của anh, chúng ta cảm thấy xót lòng khi chúng ta thấy anh gặp thấy sự đau khổ buồn sầu trong cuộc đời, bởi vì tình yêu thương của chúng ta làm cho chúng ta đỡ đau khổ hơn. Bây giờ đây chúng ta hãy tiến đến bàn tiệc thánh thể, để rồi chúng ta không những khẳng định một cái niềm tin táo bạo của chúng ta, đó là sự chết không phải là hết. Chẳng phải ngày hôm nay chúng ta có thể phải tạm biệt anh Tuấn, tâm hồn buồn sầu. Nhưng với cái niềm tin táo bạo mà chúng ta tuyên xưng cùng với giáo hội tuyên xưng, thì chúng ta khẳng định rằng một ngày nào đó, kẻ trước người sau, người đi trước người đi sau, và khi chúng ta bước qua cái cánh cửa công trình thì chúng ta sẽ gặp lại anh Tuấn nơi nước thiên đàng, nơi quê thật của chúng ta, nơi căn nhà của nhà cha của chúng ta mà chính Chúa Giêsu đã hứa dọn chỗ sẵn cho mỗi một người chúng ta. Xin Chúa đoái thương vì mong an tôi, và xin truyền Chúa đón tiếp anh vào nhà cha của chúng ta. Qua bí tích rửa tội, anh An Tôn Trịnh Quốc Tuấn đã nhận lãnh ánh sáng của Chúa Kitô. Xin Chúa dẫn đưa linh hồn An Tôn qua khỏi sự tối tăm và sự chết, để được vào hiệp đoàn với các thánh trong cõi trường sinh. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Người thân yêu của chúng con là linh hồn An Tôn đã được đồng hưởng tại bàn tiệc của đấng cứu độ nơi trần gian. Xin Chúa cũng được đồng hưởng tại bàn tiệc thiên quốc. Chúng con cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Gia đình và thân hữu của anh An Tôn đang cần sự ủi an và nâng đỡ. Xin Chúa thương ủi an. Chúng con đang buồn sầu than khóc vì phải xa lìa người thân yêu của chúng con. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con tề tựu nơi đây trong niềm vui và vững lòng cậy trông, cầu nguyện cho linh hồn An Tôn. Xin Chúa cho chúng con vững niềm tin vào Thiên Chúa để đợi ngày Ngài lại đến. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Tất cả bạn bè, họ hàng và thân bằng quyến thuộc của chúng con đã an nghỉ và đang mong đợi thiên quốc. Xin Chúa đưa các linh hồn ấy về hưởng vinh quang nước Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, xin Chúa đoái thương chấp nhận những lời nguyện chúng con vừa dâng.
Chúng con cầu xin Chúa nhận cho Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Con muốn
thể thức cây sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng ta ơn, trao cho các muôn đề mà nói, tất cả các con cầm lấy mà uống. Này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh kiêu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là bao nhiêu lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mẹ, cùng với Đức Giáo Hoàng, Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giáo Mục Oscar của chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến tôi, tớ Chúa là Anton Trịnh Quốc Tuấn. Và ngày hôm nay Chúa đã gọi các hội đời này về với Chúa. Xin Chúa ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse ban trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, Thánh Anton và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi thánh thứ và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Vâng, lần Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giang nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sanh, được Cha chỉ nên, khi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái cứu cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đồng lòng thương yêu, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hạnh phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì ơn quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn lên đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh Chúa được sự bình an và hiệp nhất theo thân ý Chúa muốn,
Chúa hằng sống và tiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chính Thiên Chúa đến xóa tội trần gian, phục cho những ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Vì
những lý do bất khả kháng thì ba con và con của anh Tuấn và một người anh và một người em nữa của anh Tuấn đã không qua được kỹ. Vì vậy thì con xin đại diện gia đình thay mặt ba con xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, và gia đình con xin thực sự là trân trọng cảm ơn những cái sự giúp đỡ, những cái thời gian mà anh con sống tại nước Mỹ. Nếu mà không có mọi người từ bạn của bố, từ các vì các cô các họ hàng, các người bạn của anh con thì anh con không được những cái quãng thời gian nó phương thành thế. Và đặc biệt thì con xin cảm ơn gia đình nhà bác Minh, chị Thủy. Những ngày qua thì con không biết dùng những lời gì để diễn tả bởi những cái sự chân thành, sự yêu mang giúp đỡ của gia đình nhà bác cho những ngày cuối đời của anh con. Và con xin đại diện gia đình xin cảm ơn và mọi người đã nhận được con một lời của gia đình. Anh, có lẽ cuộc đời này là thật là may mắn khi thượng đế đã an bài cho anh em mình được làm con của bố và mẹ, và anh em mình được làm anh em ruột thịt của nhau. Em chắc chắn là khoảnh khắc và thời gian hạnh phúc ngọt ngào nhất của cuộc đời này là tuổi ấu thơ của anh em mình, gia đình mình tại căn nhà 204 Phan Bộ Châu, Hải Phòng. Một căn nhà các hai tập thể thật ấm cúng và tràn đầy nhiều niềm vui và tiếng cười. Anh em mình được sống trong một tình yêu thương của bố mẹ gia đình và tình yêu thương chân thành của những người hàng xóm. Một khu phố tập thể tuy có nghèo khó nhưng xóm liền tối lửa tắt đèn có nhau. Và chính nhờ những mảnh đất đó, căn nhà đó và những con người nơi đó đã giúp cho chúng ta lớn lên mang theo trong mình được một dòng máu thật tình cảm, chân thành và sống thật tràn hòa với tất cả mọi người. Nhà chị Thu Ngọc, hàng xóm của nhà mình, nhà bác Mai, bác Bảo cùng các anh chị, bác Đức, chị Trân, anh Minh, anh Hương Cá Vàng, nhà chị Thu Ngọc, chú Xì, các nhà chú Hiệp Vàng, các bác Sơn An, nhà bác Tăng, nhà chú Tịnh Hất, nhà bà Cát và chú Thắng Kiếu vẫn hay gọi anh là Tuấn Khỉ. Cùng những người bạn đấu thơ của anh như anh Ngọc anh Lâm và anh Công, anh Toàn Xì. Và sau này dù anh em mình chia xa khu phố đó, hình ảnh của tất cả vẫn luôn hiện về trong ký ức của chúng ta. Và trong tất cả anh em nhà mình, anh vẫn là đề tài của mọi người ở phố chú ý và nhắc đến về những chiến công, sự mẫu mực của mình. Ngay từ nhỏ, anh là một cậu bé có những khát vọng và hoài bão rất lớn lao. Còn nhớ có một ngày em dở biệt vở của anh ra, em thấy anh vẽ hai tòa nhà cao tầng, rồi đặt cả tên của họ nhà mình cho tòa nhà đó. Anh đã có một chí lớn từ rất nhỏ, và để nói trong dòng máu trong anh có một dòng máu phẩm chất kinh doanh của bố hơn ai hết. Ngay từ bé anh đã biết kinh doanh, anh đã biết mua những con vịt về anh nuôi lớn lên rồi anh bán lại để kiếm tiền. Anh biết thu gom vỏ lon, vỏ chai, sách báo cũ để bán. Anh biết tách lõi đồng từ cuộn dây điện và những cuộc mua bán đổ chát với các bà đồng nát. Và hơn thế nữa, anh còn biết biến một chiếc mini Nhật thành một chiếc mini, nghe là mini Nhật nhưng phụ tùng anh đã thay thế ở các chợ xe để lấy tiền. Anh biết mua con yến, con chim yến, anh bán con chim yến, anh mua con khiếu, anh bán con khiếu, anh mua con họa mi để lấy tiền chênh lệch một cậu bé thật ma mãnh. Anh như là một ngôi sao của em, chơi trò gì anh cũng giỏi. Từ mấy trò chơi con tiền đến các trò chơi ăn tiền, anh vác trọi đi đánh, cá trọi đi đánh ăn tiền với những người lớn hơn ở vườn hoa. Anh đi đá bi ăn tiền, không chỗ nào anh không có mặt và không một đứa nào bắt nạt anh cả. Khi em đi học, em bị trấn tiền hay bị bắt nạt, hôm sau em về mách anh đi đến trường là bọn nó sợ đái ra quần. Và theo thời gian, anh lớn lên và bước chân vào cấp 3. Đây là một thời gian quan trọng của một thanh niên mới lớn. Nhưng vì bố mải mê công việc, gia đình bất hòa, mẹ hiền lành, không biết gì, anh đã sa ngã và sống trong một môi trường bạn bè hư hỏng. Bắt đầu càng ngày càng lêu lỏng hơn với tâm lý của tuổi trẻ mới lớn, anh đã biết hút thuốc lá, bia rượu cùng với các cuộc ẩu đả, thao kéo, đâm chém. Quãng thời gian này, ngoài bố mẹ, thì những người chăm lo cho anh nhiều nhất là những cô chú, anh chị ở công ty của bố.
Ngày anh nằm viện ngã Tây, chị Thanh, chú Liêm, chú Phòng suốt ngày phải túc trực ở trong bệnh viện chăm anh. Mặc dù đầu băng bó, tay bó bột, nhưng anh vẫn ngồi đến vài ăn tiền mong chú nằm được trong cùng phòng. Và cũng không quên thố phong bì của mọi người đến thăm anh. Khi những sự việc xảy ra lúc này, việc giải quyết các vấn đề của anh thì là các anh ở cơ quan như anh Tuấn Con, anh Sơn Cận, anh Trúc, anh Vấn, anh Bằng, anh Dũng Khang, chú Nhi. Những người anh gửi chú gắn liền với tuổi thơ của chúng ta đến tận ngày hôm nay, dựa vào quyền lực và mối quan hệ của bố, các chú, các anh, càng ngày anh càng trở nên ngông cuồng và bất trị khi không có mặt của bố. Và 3 năm học cấp 3, anh là nỗi kinh hoàng của nhà trường, của lớp học. Sau đó, bố đã quyết định gửi anh sang Pháp để sinh sống và học tập sau khi anh chuyển phỏng vấn đi Mỹ. Và tất cả đều hy vọng ở anh khi qua đó để rèn luyện và trưởng thành hơn sau quãng đường định lượng, thời gian định lượng của người học sinh. 4 năm sau, anh đã gặp và cưới được người phụ nữ cuộc đời mình. Anh biết không, sự thật cuộc đời anh rất may mắn. Anh đã cưới được người con gái ngoan hiền, chịu khó, tần tảo và có sức chịu đựng hơn mức tưởng tượng. Anh đã có một gia đình như mơ, hai đứa con xinh như thiên thần. Sau lần sang Pháp thăm anh cùng bố đã quyết định đưa gia đình anh về Việt Nam. Lần đặt chân này tại Sài Gòn, cuộc sống của anh ở đây cũng suốt ngày chỉ là những cuộc nhậu xoay khớt không bình thường. Sau đó lại là một cuộc hành trình ra Hà Nội 2 năm, tạm thời, và cả gia đình sang Mỹ định cư. Bố mình không giàu bằng ai, cũng không quyền lực bằng ai, nhưng để nói về trách nhiệm, hy sinh và yêu thương con cháu thì không có ai như bố mẹ. Bố đã chuẩn bị cho gia đình anh một nền tảng tuyệt vời tại đất Mỹ, và cũng tưởng chừng là sau lần này gia đình anh sẽ ổn định sinh sống và phát triển tại nơi này. Cả nhà thấy những ngày đầu bên này, ai cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng, hạnh phúc khi thấy gia đình anh cũng thực sự khởi đầu và trông mong anh sẽ xây dựng được nền tảng để sau này đón các con cháu của anh sang đây tiếp tục việc học hành. Nhưng rồi tất cả sụp đổ. Lần sụp đổ lần này là nhân quả của tất cả những ngày của ngày hôm nay. Anh đã đánh mất thứ quý giá nhất của cuộc đời, đó là gia đình. Anh đã phạm phải một sai lầm rất lớn của cuộc đời là đánh mất gia đình của mình. Em thương chị và các cháu hơn bao giờ hết. Nhiều lúc em căm hận anh và rất ghét anh bởi những việc anh làm. Bản chất của anh không phải là người như thế, nhưng con ma tiểu nó đã biến anh em thành một con người như vậy. Từ một con người tốt bụng, tình cảm, bản lĩnh trở thành một con người hoàn toàn khác. Anh đã không chế ngự và kiểm soát được nó. Nó giết chết anh, gia đình anh và mang lại nỗi đau cho tất cả mọi người xung quanh. Khi bia rượu vào, anh biết không, ngoài những người thân, người hiểu anh thì không sao. Nhưng đa số mọi người đều ghét anh lắm. Anh trở nên tinh tướng, ngông cuồng và thích thể hiện khi có bia rượu trong người. Nhưng anh biết đó không phải là con người thật của anh. Nó là con ma tìm đang chế nghị ngự thể xác, linh hồn và lý trí của anh. Và nó làm anh không phải là anh nữa. Và cái gì đến nó cũng phải đến. Anh chìm đắm trong rượu bia hàng chục năm trời, với nhiều lần phải nhập viện chữa trị. Sau khi phục hồi, anh lại uống. Anh bỏ ngoài tai sự lo lắng của bố mẹ, gia đình, anh em, người thân, bạn bè và lời khuyên của bác sĩ. Và rồi, lần nhập viện lần này cũng chính là lần cuối cùng anh nằm trên giường bệnh. Và cũng thật may mắn cho anh một lần nữa là khi anh đã gặp được gia đình Bắc Minh, đã chấp nhận cho anh về nhà dưỡng bệnh và chăm sóc cho anh, cứu mai như một thành viên trong gia đình. Sau khi nhận được tin bệnh của anh trở nên nặng, mẹ đã bay sang để chăm sóc cho anh, vì con mình mà không biết mẹ đã phải khổ sở như nào trong những ngày tháng trong viện. Ra viện sau một tuần, mẹ phê tham về nhà thấy anh hồi phục khỏe lại, mọi người lại mừng. Nhưng chưa kịp vui, anh lại phải vào cấp cứu. Khi bác sĩ chẩn đoán bệnh tình gây rất nặng, cuộc sống chỉ còn tính bằng ngày, là lúc đó cả gia đình khóc hết nước mắt. Tất cả chỉ biết cầu nguyện cho anh, mong chờ một phép màu kỳ diệu từ thượng đế và tổ tiên khi bệnh viện nói anh không còn sống được lâu nữa. Em biết anh đã rất cố gắng chống chọi để đợi mọi người sang đây. Và thật may mắn, em đã sang được với anh trước khi nhắm mắt. Cả đêm, em cứ ngồi nhìn màn hình điện tử, nhìn những con số nó nhảy, và tự lên mạng tìm cái chỉ số nó theo là tốt là xấu, và rồi cầu mong sao chỉ số đó tốt còn cơ hội cho em. Sau từ hồi nhỏ, em cần gì em xin là ông trời và tổ tiên cho em, nhưng sau lần này lại không được như vậy.
Em đã xin đánh đổi tuổi thọ của em cho anh được sống thêm với mọi người và sao cũng không được vậy. Em thương anh lắm. Cả đêm bên anh vuốt ve ngắm nhìn ông anh đẹp trai mãn cửa của mình và cứ tò hỏi sao lại như thế này nhỉ? Người khóc. Em xin lỗi anh vì khi còn tỉnh táo em đã không nói chuyện tâm sự với anh, chỉ có những câu nói chọc ngoáy và kháy đều nhưng sâu thẳm trong anh em nhà mình là tình yêu thương vô bờ bến. Em biết là anh vẫn nghe thấy những gì em nói bên tai anh, tất cả những gì anh muốn thực hiện, muốn nói em cũng cảm nhận được. Em cũng đã nhìn thấy nụ cười cuối cùng của anh trên cõi đời khi em đưa nước thuốc của bố vào miệng anh. Em nói thuốc bố gửi sang anh mang sắp cho anh đấy, anh uống đi, đây là chuối, tuổi thì ăn thật nhiều chuối. Thế là anh mỉm cười, đó là nụ cười cuối cùng trước kia nhìn em đi ra cõi trần. Anh đã chấm dứt cuộc hành trình này bằng một nụ cười, vậy em cũng thấy yên lòng. Anh ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, ai cũng biết nó là ngắn ngủi, nhưng sinh tử hữu mệnh. Tuổi thọ cuộc đời này không phải tính bằng số năm được sống, mà nó được tính bằng những trải nghiệm, những việc mình đã làm được gì trên cõi đời này. Anh cũng đã sống và trải nghiệm hầu hết được các cung bậc của cảm xúc đời người. Cuối đời, anh đã được điều trị tại những bệnh viện tốt nhất của Mỹ, được các bác sĩ tận tình chăm sóc, được mẹ, em, chị Thủy cùng các cô, các dì bên cạnh. Anh kết thúc nụ cười tuyệt cúc cuộc đời bằng một nụ cười. Và hôm nay, anh đi lên thiên đường của thiên đường. Không có gì phải tiếc nuối đâu anh ạ. Thượng đế đã an bài tất cả cho sinh mạng mỗi người. Những khát vọng lớn lao của anh chưa làm được, cháu Quốc đã thực hiện cho anh. Việc báo hiếu cha mẹ, có anh Minh, các em và các cháu đã làm cho anh. Ông bà, các bác, các chú sẽ chăm lo cha cháu thành người. Hai cháu nó là những đứa trẻ mạnh mẽ nhất, anh cứ yên tâm. Bố mẹ luôn chấp nhận lời xin lỗi của anh và không bao giờ trách cứ anh điều gì đâu. Không có nỗi đau này của bố mẹ. Tình yêu thương của mẹ dành cho chúng ta bao la hơn đất trời. Hãy an nghỉ anh nhé. Tôn Ngộ Không phá vách dưới trần gian thế là đủ rồi. Nếu đến lúc Phật tổ phải gọi anh về đến thiên đình rồi thì không ai cũng cầu được đâu. Nếu có kiếp sau thì em vẫn mong chúng ta lại là được làm con của mẹ và là anh em của một nhà. Và đây là lời của anh Tuấn muốn gửi đến tất cả mọi người. Trong cuộc hành trình này, cho tôi xin cảm ơn Thượng Đế và bố mẹ đã sinh tôi ra. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi, những người đã giúp đỡ tôi, bên tôi, cho tôi một cuộc sống tuyệt vời. Và nếu tôi có mắc lỗi với ai, xin hãy nhận từ tôi một lời xin lỗi từ đáy lòng. Con xin lỗi bố mẹ, anh xin lỗi vợ, bố xin lỗi hai con. Hai con hãy sống và trở thành những người có giá trị, có ích cho nhân loại và xã hội. Hãy yêu thương đủ mọc lẫn nhau. Quốc hãy giúp bố thực hiện nốt trách nhiệm của một người đàn ông cho gia đình và dòng họ. Hôm nay em đến nơi này thì em nghĩ là với tình thương của tất cả mọi người của gia đình, anh có thể an nghỉ. Cuộc hành trình này nó đối với anh đến đây là kết thúc và mọi điều sẽ tốt đẹp với gia đình mình và mọi người. Em còn phải cảm ơn mọi người. Yeah.
bạn Hàng Quyến về sự ra đi của anh Tuấn, thì chắc chắn như lời anh Tùng chia sẻ, đã là con người thì không ai là người hoàn hảo. Cái điều quan trọng của con người và cái sự khôn ngoan của con người là chúng ta học được cái sai lầm, cái lỗi lầm của chúng ta. Và điều đó là Thiên Chúa cũng mong mỏi. Anh Tuấn ra đi khỏi cuộc đời này bằng một nụ cười. Nụ cười này thì thể hiện Chúa thông cảm, Chúa thứ tha những lỗi lầm, những thiếu sót. Chúa biết con người của chúng ta yếu đuối. Chúa biết con người của chúng ta bất hạnh. Nhưng Chúa thứ tha, Chúa thương xót. Và chính cái tình Chúa thương chúng ta như vậy, anh đã ra khỏi đời này bằng nụ cười như anh Tùng. Chúng ta hãy vững tin vào Thiên Chúa. Và giờ đây chúng ta có ý thề, giờ đây chúng ta tiễn biệt anh, xin kính mời tất cả mọi người đứng lên, chúng ta cùng nhau tiễn biệt anh. Anh chị em thân mến, người thân yêu của chúng ta là An Tôn Trịnh Quốc Tuấn đã về an nghỉ trong bình an của Chúa Giêsu Kitô. Với niềm tin và hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu, chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện và phó thác linh hồn An Tôn vào lòng từ ái của Thiên Chúa chúng ta. An Tôn Trịnh Quốc Tuấn đã trở nên con cái của Chúa qua bí tích rửa tội và được nuôi dưỡng bằng tại bàn tiệc thánh của Chúa. Xin Chúa nhận linh hồn An Tôn vào bàn tiệc con cái của Chúa trong nước trời cùng với toàn thể các thánh của Chúa để được hưởng gia nghiệp lời Chúa hứa, cuộc sống vinh cửu muôn đời. Chúng ta cũng hãy cầu xin Chúa cho chúng ta nữa. Xin Chúa cho chúng ta sẽ có ngày gặp lại người thân yêu của chúng ta là An Tôn Trịnh Quốc Tuấn mà chúng ta đang thương nhớ bây giờ. Chớ thì chúng ta được gặp Đức Giêsu Kitô ngày ngày lại đến trong vinh quang, vì Ngài là sự sống của chúng ta. Xin kính mời quý cụ các bà anh chị em chúng ta đáp sau mỗi câu: Xin đón nhận linh hồn An Tôn mà dâng lên Thiên Chúa cao cả. Xin đón nhận linh hồn An Tôn mà dâng lên Thiên Chúa cao cả. Xin các thần của Chúa đến phù trợ tôi tới Chúa. Xin các thiên thần Chúa đến đón tiếp tôi tới Chúa. Xin đón nhận linh hồn An Tôn mà dâng lên Thiên Chúa cao cả. Xin cho tôi tới Chúa là An Tôn mà Chúa Giêsu Kitô đang gọi ra khỏi đời này được về với người. Xin đón nhận linh hồn An Tôn mà dâng lên Thiên Chúa cao cả. Xin thiên thần Chúa dẫn đưa đến bên tổ phụ Abraham. Xin đón nhận linh hồn An Tôn mà dâng lên Thiên Chúa cao cả. Lạy Chúa, xin cho tôi tới Chúa được kỳ yên muôn đời và cho an sang Chúa chiếu soi ngàn thu. Xin đón nhận linh hồn An Tôn mà dâng lên Thiên Chúa cao cả. Và giờ đây xin kính mời quý cùng các bạn anh chị em đáp sau một câu: Chúa chữa chúng con. Vì Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang. Chúa chữa chúng con. Đến ngày Phanxen. Chúa chữa chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện thân Cha cả sanh, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Kinh mừng Maria, thầy ơn con Đức Chúa Trời ở cùng bà, và mau phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cho con ta mẹ con.
trong giờ phút này. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hẳn có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con xin phó dâng linh hồn an tôn trình quốc tuấn cho Chúa. Linh hồn này đã qua khỏi thế gian, xin cho được sống mãi hướng tôn nhan Chúa. Nhờ lòng từ bi và nhân ái Chúa, xin thứ tha mọi tội lỗi con cái Chúa đã phạm vì yêu với con người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn an tôn chính quốc tuấn vào thiên quốc. Xin các thân từ đàm đặc biệt, các thân từ đàm nước Việt Nam đón tiếp vào thần thánh thần Jerusalem ơi và vĩnh cửu. Chúa phán, ta là sự sống, ai tin ta sẽ sống muôn đời. Amen. Và giờ đây chúng ta tiễn đưa an tôn trịnh quốc tuấn. Lại một người nữa ra đi, lại một người nhắm đôi mi. Đoàn người lặng lẽ suy tư, một vài người ngoái trông xem quan tài cuối nhà thờ. Ô đời người trông thoa thấy, nhiều chuyện cười nói đâu đây. Mà giờ nhắm mắt xuôi tay, nào thề lường trước hôm nay có ai trách số phận. Người ta khóc còn ta mỉm cười. Rồi ngày nào đó ta đi và chẳng thể kéo theo chi, bỏ lại đời với đam mê rồi một mình bước quay về bên kia thế giới. Nhìn lại mình bấy lâu nay, làm nhiều điều ngắm ra không, nhắm mắt xuôi tay kịp để nói hết với ai rằng xin tha thứ. Qua kiếp người chẳng vướng nợ đời, đau buồn chi người ơi, người ta thoát ly vì từ bụi đất trở về bụi đất. Đâu ai đang nghĩ trong mong sẽ nhân dân lấy mãi
khóc còn ta mỉm cười. Rồi ngày nào đó ta đi và chẳng thể kéo theo chi, bỏ lại đời với đam mê rồi một mình bước quay về bên kia thế giới. Nhìn lại mình bấy lâu nay, làm nhiều điều ngắm ra không hay, liệu ngày nhắm mắt xuôi tay kịp để nói hết với ai rằng xin tha thứ. Đâu ai đang nghĩ trong mong xa nhân gian nay mai, nhưng khi đã qua hết những ngày về sau, tiếc nuối cũng thế gửi người về với đất. Thôi xin cúi đầu tạm biệt người vừa đi. Ngày xưa khi ta sinh ra chào đời bằng tiếng khóc, quay quanh đón ta là nụ cười niềm vui. Có lẽ nên sống sau khi trở về với đất, người ta khóc còn ta mỉm cười. Thánh thơi đi qua kiếp người chẳng vướng nợ đời. Trong khi thi hành nhiệm vụ quả táng thi hài này, chúng ta này xin cho tôi tớ Chúa là An Tôn Trịnh Quốc Tuấn mà chúng ta hỏa táng nhờ quyền năng của Chúa được sống lại trong hàng ngũ của các thánh, và cầu cho linh hồn An Tôn tôi tới Chúa được sum họp với các thánh và những người Chúa đã chọn tin tưởng vào Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa mở rộng nhân từ trong khi xét xử để tôi tới Chúa là An Tôn Trịnh Quốc Tuấn được cứu độ và giải thoát khỏi hình phạt tội lỗi. Lạy Cha rất nhân từ, chúng con xin phó dâng linh hồn An Tôn Trịnh Quốc Tuấn trong tay Chúa. Xin cho chúng con được hy vọng chắc chắn linh hồn An Tôn sẽ được sống lại cùng với Đức Chúa Giêsu Kitô trong ngày sau hết, cũng như mọi người đã qua đời trong ơn nghĩa của Đức Kitô. Vậy xin Chúa lấy lòng nhân từ nghe lời chúng con khẩn nguyện và mở cửa thiên đàng cho tôi tới Chúa là An Tôn Trịnh Quốc Tuấn, và cho chúng con đang ở lại được dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau đợi ngày mọi người tai ngộ trong Chúa Giêsu Kitô được sống mãi với Chúa. Và bên cạnh tôi Chúa là An Tôn, chúng con cầu xin Chúa nhờ Đức Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Xin Thiên Chúa đoái thương linh hồn An Tôn và đón nhận linh hồn An Tôn vào nước đời. Amen.